Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Thật chưa từng có, bạch Đức Thế Tôn, khéo nói tướng chướng ngại không chướng ngại. Kinh Đại Bát Nhã ghi: Tướng chấp trước không chấp trước của thiện nam tử, thiện nữ nhân khi cầu Bồ Tát đạo. Phật dạy: Như vậy, như vậy. Tu Bồ Đề: Phật khéo nói tướng chướng ngại không chướng ngại của thiện nam tử, thiện nữ nhân khi cầu Bồ Tát đạo. Lại nữa, Tu Bồ Đề: Nếu Bồ Tát Ma Ha Tát khi tu Bát Nhã Ba La Mật không tu sắc chẳng chướng ngại là tu Bát Nhã Ba La Mật, hoặc theo kinh Đại Bát Nhã ghi không chấp trước không tu sắc là tu Bát Nhã Ba La Mật, không tu thọ tưởng hành thức chẳng chướng ngại là tu Bát Nhã Ba La Mật, không tu mắt chẳng chướng ngại là tu Bát Nhã Ba La Mật, không tu tai mũi lưỡi thân chẳng chướng ngại là tu Bát Nhã Ba La Mật, không tu ý chẳng chướng ngại là tu Bát Nhã Ba La Mật, không tu thí Ba La Mật chẳng chướng ngại là tu Bát Nhã Ba La Mật, không tu giới Ba La Mật chẳng chướng ngại là tu Bát Nhã Ba La Mật, không tu nhẫn Ba La Mật chẳng chướng ngại là tu Bát Nhã Ba La Mật, không tu tấn Ba La Mật chẳng chướng ngại là tu Bát Nhã Ba La Mật, không tu thiền Ba La Mật chẳng chướng ngại là tu Bát Nhã Ba La Mật, không tu Bát Nhã Ba La Mật, không tu Bát Nhã Ba La Mật chẳng chướng ngại là tu Bát Nhã Ba La Mật, cho đến không tu trí nhất thiết chủng chẳng chướng ngại là tu Bát Nhã Ba La Mật. Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát khi tu Bát Nhã Ba La Mật như vậy, biết sắc là chẳng chướng ngại, biết thọ tưởng hành thức là chẳng chướng ngại, cho đến biết trí nhất thiết chủng là chẳng chướng ngại, biết quả Tu Đà Hoàn chẳng chướng ngại, biết quả Tu Đà Hàm chẳng chướng ngại, biết quả A Na Hàm chẳng chướng ngại, biết Bích Chi Phật đạo chẳng chướng ngại, biết đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề chẳng chướng ngại. Kinh Đại Bát Nhã ghi như thật biết rõ sắc không có tướng chấp trước không chấp trước, vân vân. Bấy giờ tuệ mạng Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Thật chưa từng có, bạch Đức Thế Tôn, pháp thập thâm ấy nếu nói cũng chẳng tăng chẳng giảm, nếu không nói cũng chẳng tăng chẳng giảm. Kinh Đại Bát Nhã ghi pháp tánh thập thâm rất là hy hữu, hoặc nói hoặc không nói đều không tăng không giảm. Phật bảo Tu Bồ Đề: Như vậy, như vậy, pháp thập thâm ấy nếu nói cũng chẳng tăng chẳng giảm, nếu không nói cũng chẳng tăng chẳng giảm. Thế như Phật trọn đời hoặc khen hoặc chê hư không, khi khen hư không không tăng không giảm, khi chê hư không cũng không tăng không giảm. Tu Bồ Đề, thế như đối với người huyễn, khi khen không tăng không giảm, khi chê cũng không tăng không giảm, khi khen không mừng, khi chê không lo. Tu Bồ Đề, các pháp tánh cũng như vậy, hoặc nói hoặc không nói cũng như cũ không đổi khác. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, các Bồ Tát Ma Ha Tát tu hành rất là khó. Khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật không lo không mừng mà tập hành được Bát Nhã Ba La Mật, đối với Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề cũng không thối chuyển. Vì sao? Bạch Đức Thế Tôn, vì tu hành Bát Nhã Ba La Mật giống như tu hư không, như trong hư không không có Bát Nhã Ba La Mật, không có thiền, không có tấn, không có nhẫn, không có giới, không có thí Ba La Mật, như trong hư không không có sắc, không có thọ tưởng hành thức, cũng không có nội không, ngoại không, nội ngoại không, cho đến vô pháp hữu pháp không, không có bốn niệm xứ, cho đến không có tám thánh đạo phần, không có Phật mười lực, cho đến 18 pháp không chung, không có quả Tu Đà Hoàn, quả Tu Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán, không có Bích Chi Phật đạo, không có Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Tu Bát Nhã Ba La Mật cũng như vậy. Bạch Đức Thế Tôn, nên kính lễ các Bồ Tát Ma Ha Tát ấy phát đại thệ nguyện trang nghiêm. Kinh Đại Bát Nhã ghi mặc áo giáp công đức. Bạch Đức Thế Tôn, các vị ấy muốn độ chúng sanh là như muốn độ hư không. Bạch Đức Thế Tôn, các Bồ Tát Ma Ha Tát ấy phát đại nguyện trang nghiêm là vì chúng sanh như hư không, vân vân mà phát đại nguyện trang nghiêm. Bạch Đức Thế Tôn, các vị ấy phát đại thệ nguyện trang nghiêm muốn độ chúng sanh là như muốn cất hư không lên. Kinh Đại Bát Nhã ghi các Bồ Tát Ma Ha Tát vì cứu vớt chúng sanh ra khỏi khổ sanh tử mà mặc áo giáp công đức, siêng tinh tấn cũng như cất hư không để lên chỗ cao thắng. Bạch Đức Thế Tôn, các Bồ Tát Ma Ha Tát có sức tinh tấn lớn muốn độ chúng sanh nên phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề. Bạch Đức Thế Tôn, các Bồ Tát Ma Ha Tát đại thệ nguyện trang nghiêm muốn độ chúng sanh nên phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề. Bạch Đức Thế Tôn, các Bồ Tát Ma Ha Tát đại dũng mãnh vì độ chúng sanh như không nên phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề. Vì sao? Bạch Đức Thế Tôn, vì nếu đầy chư Phật trong 3.000 đại thiên thế giới nhiều như tre, lau, mía, lúa, mè, rừng cây, hoặc một kiếp, hoặc
hoặc non một kiếp thuyết pháp, mỗi mỗi Đức Phật độ vô lượng vô biên vô số chúng sanh, khiến vào Niết Bàn. Chúng sanh ấy tánh cũng chẳng giảm cũng chẳng tăng. Vì sao? Vì chúng sanh không có gì của chính nó. Vì chúng sanh xa lìa tướng, cho đến chúng sanh được chư Phật trong mười phương thế giới độ thoát cũng như vậy. Bạch Đức Thế Tôn, do nhân duyên ấy con nói như vậy, người ấy muốn độ chúng sanh nên phát tâm vô thượng chánh đẳng bồ đề, là muốn độ hư không. Khi ấy có một tỷ kheo nói rằng, muốn kính lễ Bát Nhã Ba La Mật. Trong Bát Nhã Ba La Mật, tuy không có pháp sanh, không có pháp diệt, mà có giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát tri kiến uẩn, mà có các tu đà hoàn, các tư đà hàm, các a na hàm, các a la hán, các bích chi Phật, có các Phật, mà có Phật bảo, pháp bảo, tỳ kheo tăng bảo, mà có truyền pháp luân. Luận: Tu bồ đề nghe Phật dạy Bát Nhã Ba La Mật không có tướng khởi tướng tác, đến nay ở trước Phật nói Bát Nhã Ba La Mật không làm gì. Nếu không làm là không thể dứt các phiền não, không thể tu tập các thiện pháp. Trong đây Phật nói nhân duyên, từ tác giả cho đến hết thảy pháp đều không thể có được, kẻ biết còn không có huống gì kẻ làm. Tu bồ đề nói, nếu bồ tát không tu hết thảy pháp, không được hết thảy pháp, hoặc thường hoặc vô thường, cho đến hoặc tịnh hoặc bất tịnh, ấy gọi là tu Bát Nhã Ba La Mật. Hết thảy pháp là từ sắc cho đến trí nhất thiết trùng, ấy là pháp hạnh của bồ tát. Đối với pháp ấy, người vô trí hành các pháp thường, vân vân, người trí hành các pháp vô thường, vân vân. Bát Nhã Ba La Mật khai thị thật tướng các pháp, nên không nói các pháp là thường vô thường. Vô thường tuy phá được điên đảo chấp thường, trong Bát Nhã không thọ nhận pháp đó, vì nó có thể sanh tâm chấp trước. Tư duy chủ lượng tìm định tướng thường vô thường không thể có được. Hỏi: sắc vân vân là pháp có tội lỗi, có thể quán nó bất tịnh khổ, còn các thiện pháp khác làm sao quán nó bất tịnh khổ? Đáp: đó là bất tịnh khổ về mặt danh tự. Như pháp tốt lành an ổn theo ý gọi là thanh tịnh khoái lạc, pháp không an ổn theo ý gọi là bất tịnh khổ. Đối với pháp lành, người vui thích thì cho là tịnh vui, người chán ghét không mừng thì cho là bất tịnh khổ. Tu bồ đề nghĩ rằng nếu lìa các phép quán chắc sẽ đầy đủ bồ tát đạo ư, thế nên Phật dạy nếu không tu sắc vân vân chẳng đầy đủ viên mãn là tu Bát Nhã Ba La Mật. Sắc đầy đủ là đối với sắc pháp vân vân, ước tưởng phân biệt thường vô thường vân vân, ấy gọi là đầy đủ. Sắc không đầy đủ là đối với sắc pháp vân vân, dùng quán vô thường vân vân, phá thường vân vân, ấy gọi là không đầy đủ vì thiếu thường vân vân. Này đối với hít sắc cũng không tu vô thường quán nên nói là không tu sắc không đầy đủ, ấy là tu Bát Nhã Ba La Mật. Lại nữa, có người nói đầy đủ là bồ tát bổ xứ thật quán đúng như sắc cho đến trí nhất thiết chủng, ấy gọi là đầy đủ. Ngoài ra là không đầy đủ. Nếu Bồ Tát không tu sắc vân vân không đầy đủ, tức là tu Bát Nhã Ba La Mật đầy đủ. Vì sao? Vì sắc chẳng đầy đủ, tức là phi sắc, vì sắc chẳng phải tướng thường. Phật dạy, đưa chúng sanh ra khỏi thường, đặt trong không sở hữu, vì theo âm thanh ngữ ngôn nên nói thật thanh tịnh, cũng không tu như vậy, ấy là tu Bát Nhã Ba La Mật. Kheo nói đạo phi đạo, nên tu Bồ Đề nói, hỷ hữu, ngại là phi đạo, vô ngại là đạo. Kinh Đại Bát Nhã ghi, chấp trước là phi đạo, không chấp trước là đạo. Phật xem tâm chúng hội phần nhiều hồi hướng đến không, biết Bát Nhã Ba La Mật không có tướng ngại. Nên nói, không tu sắc vân vân, vô ngại, là tu Bát Nhã Ba La Mật. Tu được như vậy đối với sắc pháp vân vân, vô ngại. Tu Bồ Đề tuy không cứu xét cùng tột lý rốt ráo không, mà thường vui nói pháp không, hy hữu ấy trái với hết thảy pháp thế gian. Phật chấp nhận lời Tu Bồ Đề nói hoặc chẳng nói đều không tăng không giảm là thật tướng các pháp. Nếu lấy thân nghiệp hủy hoại cũng không thể làm cho khác đi, huống gì dùng miệng nói. Vì tướng thường chẳng sanh, thế như hư không, hư không là Bát Nhã Ba La Mật, người huyễn là hành giả, hành giả tuy do tội nghiệp nhân duyên sanh là pháp hư dối, vì hợp với Bát Nhã Ba La Mật nên không có khác. Như các thứ màu sắc đến bên núi Tu Di đồng là kim sắc. Thật tướng các pháp không thể biết, không thể nói, cho nên hoặc nói hoặc không nói đều vẫn như cũ không đổi khác. Bây giờ Tu Bồ Đề nghĩ rằng nếu các pháp rốt ráo không, không có sở hữu gì như hư không, cho đến không có tướng vi tế, mà Bồ Tát hay tu tập thiện pháp được đạo vô thượng, việc ấy khó tin khó nhận.
Nghĩ như vậy rồi bạch Phật rằng, việc các Bồ Tát làm rất khó, làm được việc khó cho nên lễ bái, nghĩa là hay phát thệ nguyện lớn trang nghiêm, kinh Đại Bát Nhã Ghi, mặc áo giáp, công đức. Tu Bồ Đề với tâm tròn là hy hữu, nói, Bồ Tát Ma Ha Tát vì vô thượng chánh đẳng Bồ Đề mà đại thệ trang nghiêm, nên tất cả trời người đều nên lễ bái. Hỏi, làm sao biết đó là đại thệ trang nghiêm? Đáp, trong đây Tu Bồ Đề tự nói, thí dụ, như có người vì hư không nên siêng tu tinh tấn, vì lợi ích nên đại thệ trang nghiêm. Bồ Tát vì lợi ích chúng sanh nên siêng tu tinh tấn cũng như vậy. Bạch Đức Thế Tôn, nếu có người muốn độ hư không, Bồ Tát Ma Ha Tát muốn độ chúng sanh cũng như vậy. Hỏi, chỉ một việc cớ sao nói lại? Đáp, lợi ích là chưa được niết bàn, chỉ làm cho được trí tuệ thiền định vân vân, vui đời này đời sau. Muốn độ là làm cho được hết lậu hoặc, thành đạo tam thừa và vô dư niết bàn, như hư không, không sanh không diệt, không khổ không vui, không mở không trói. Vì không có sở hữu gì, chúng sanh cũng như vậy. Thế nên nói, bạch Đức Thế Tôn, vì độ chúng sanh hư không nên đại thệ trang nghiêm, như hư không, không có sắc, không có hình. Nếu có ý muốn rốt ráo không là khó, chúng sanh pháp cũng rốt ráo không như vậy, mà Bồ Tát muốn đưa chúng sanh ba cõi vào trong niết bàn, thế nên gọi là đại thệ trang nghiêm. Tu Bồ Đề lại tán thán, Bồ Tát ấy có sức tinh tấn lớn, không theo tầm tà nghi, nên tùy chưa được Phật đạo, chưa diệt các kiết sử mà có thể dõng mãnh lớn, tu được Bồ Tát đạo. Vì chúng sanh như vậy, chúng sanh cũng không. Chỉ như lấy các màu sắc muốn vẽ lên hư không, trong đây Phật nói nhân duyên chúng sanh không, là chư Phật mười phương như hằng hà sa, dùng sức thần thông vì chúng sanh mà trải vô lượng kiếp thuyết pháp, mỗi mỗi Phật độ vô lượng vô số chúng sanh và niết bàn. Giả sử như vậy, đối với chúng sanh không có giảm ít đi. Nếu thật có chúng sanh, thật có giảm ít, thời lẽ đáng chư Phật có tội làm giảm ít chúng sanh. Nếu chúng sanh thật không, chỉ vì nhân duyên hòa hợp, nên có chúng sanh giả danh không có định tướng, nên bấy nhiêu Phật độ chúng sanh, thật chúng sanh không giảm ít, nếu không độ cũng không tăng. Thế nên chư Phật không có cái lỗi làm giảm ít chúng sanh. Thế nên nói Bồ Tát muốn độ chúng sanh là muốn độ hư không. Bấy giờ có một tỳ kheo nghe nói tướng rốt ráo không, vừa kinh hãi vừa mừng, nói, tôi sẽ lễ bái Bát Nhã Ba La Mật. Trong Bát Nhã Ba La Mật không có pháp có tướng thật nhất định, mà vẫn có chúng sanh và nghiệp báo. Kinh, bấy giờ Thích Đại Hoàn Nhân nói với Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát Ma Ha Tát tu tập Bát Nhã Ba La Mật là tu tập pháp gì? Tu Bồ Đề đáp, Kiều Thi Ca, Bồ Tát Ma Ha Tát tu tập Bát Nhã Ba La Mật là tu tập không. Thích Đại Hoàn Nhân bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân thọ trì Bát Nhã Ba La Mật, thân cận đọc tụng giảng nói nhớ nghĩ đúng, con sẽ thủ hộ thế nào? Bấy giờ Tu Bồ Đề nói với Thích Đại Hoàn Nhân, Kiều Thi Ca và chăng ông thấy pháp ấy có thể thủ hộ chăng? Thích Đại Hoàn Nhân đáp, thưa không, Tu Bồ Đề, tôi không thấy pháp ấy có thể thủ hộ. Tu Bồ Đề nói, Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân tu hành như lời trong Bát Nhã Ba La Mật nói, tức là thủ hộ, nghĩa là thường không xa lìa, đúng như Bát Nhã Ba La Mật nói mà tu hành, thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, hoặc người hoặc chẳng phải người, không tìm được chỗ thuận tiện để phá, nên biết thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy không xa lìa Bát Nhã Ba La Mật. Kiều Thi Ca, nếu người muốn thủ hộ kẻ tu hành Bát Nhã Ba La Mật là muốn thủ hộ hư không? Kiều Thi Ca, ý ông nghĩ sao? Ông có thể thủ hộ chiêm bao, dáng nắng, bóng, tiếng vang, sự huyễn hóa chăng? Thích Đại Hoàn Nhân đáp, không thể thủ hộ. Nếu người muốn thủ hộ các Bồ Tát Ma Ha Tát tu Bát Nhã Ba La Mật cũng như vậy, chỉ luống tự khổ nhọc. Kiều Thi Ca, ý ông nghĩ sao? Có thể thủ hộ sự biến hóa của Phật chăng? Thích Đại Hoàn Nhân thưa, không thể thủ hộ. Nếu người muốn thủ hộ các Bồ Tát Ma Ha Tát tu Bát Nhã Ba La Mật cũng như vậy. Kiều Thi Ca, ý ông nghĩ sao? Có thể thủ hộ pháp tánh thật tế như như bất khả tư nghị tánh chăng? Thích Đại Hoàn Nhân thưa, không thể thủ hộ. Nếu người muốn thủ hộ các Bồ Tát Ma Ha Tát tu Bát Nhã Ba La Mật cũng như vậy. Bấy giờ Thích Đại Hoàn Nhân hỏi Tu Bồ Đề, làm sao Bồ Tát Ma Ha Tát tu Bát Nhã Ba La Mật biết thấy các pháp như mộng, như sáng nắng, như bóng, như tiếng vang, như huyễn, như hóa? Các Bồ Tát Ma Ha Tát đúng như chỗ biết thấy nên không nghĩ mộng, không nghĩ đó là mộng, không nghĩ dùng mộng, không nghĩ tà mộng. Đối với sáng nắng, bóng, tiếng vang, huyễn hóa cũng như vậy. Tu Bồ Đề nói,
Tiểu Thi Ca, nếu Bồ Tát Ma Ha Tát Đủ Ban Nhã Ba La Mật không nghĩ sắc, không nghĩ đó là sắc, không nghĩ dùng sắc, không nghĩ ta sắc, Bồ Tát Ma Ha Tát ấy cũng có thể không nghĩ mộng, không nghĩ là mộng, không nghĩ dùng mộng, không nghĩ ta mộng, cho đến hóa cũng không nghĩ hóa, không nghĩ là hóa, không nghĩ dùng hóa, không nghĩ ta hóa. Thọ tưởng hành thức cũng như vậy, cho đến nhất thiết trí, không nghĩ nhất thiết trí, không nghĩ là nhất thiết trí, không nghĩ dùng nhất thiết trí, không nghĩ ta nhất thiết trí. Bồ Tát ấy cũng có thể không nghĩ mộng, không nghĩ là mộng, không nghĩ dùng mộng, không nghĩ ta mộng, cho đến hóa cũng vậy. Như vậy kiểu thi ca, Bồ Tát Ma Ha Tát biết các pháp như mộng, như dáng nắng, như bóng, như tiếng vang, như huyễn, như hóa. Luận Đế Thích liền hỏi: Tu Bồ Đề theo Phật được nghe dạy bát nhã thập thâm vì tu tập pháp gì? Tu Bồ Đề đáp: Các pháp đều quy về niết bàn nên hãy tu tập các pháp không. Thế nên nói muốn tu tập bát nhã ba la mật hãy tu tập không. Đế Thích là vua của người trời, đối với thế gian tự tại có thể giúp cho sự cần thiết, nguyện làm kẻ thủ hộ. Nghe bát nhã ba la mật ấy, hoan hỷ bạch Phật rằng: Con sẽ làm việc thủ hộ gì? Tùy theo chỗ người kia cần, con sẽ đều giúp cho. Tu Bồ Đề và một tỷ kheo theo pháp xuất gia chỉ kính lễ mà thôi. Các ác quỷ thường xúc não người ấy, mà hoặc ma dân thường xúc não người tu. Thế nên hỏi Phật: Con sẽ lấy việc gì thủ hộ? Hoặc tự mình thủ hộ, hoặc sai đệ tử, hoặc sai quan thuộc hầu hạ, tùy theo Phật dạy. Tu Bồ Đề biết bát nhã ba la mật có vô lượng lực, lại biết ý Phật muốn khiến cho bát nhã ba la mật Phật quý trọng, không cần thọ ân, cho nên nói với Đế Thích: Kiểu thi ca, trong bát nhã ba la mật tất cả đều không, như huyễn, như mộng, và ông thấy nhất định có một pháp có thể thủ hộ ư? Đế Thích đáp: Thưa không, nếu có một pháp có thể thấy thời không gọi là bát nhã ba la mật rốt ráo không? Nếu có một pháp không thể thấy, tại sao tôi sẽ làm việc gì để thủ hộ? Lại nữa, kiểu thi ca, nếu người tu an trú như trong bát nhã ba la mật nói, tức là thủ hộ. Nếu Bồ Tát nhất tâm tín thọ như trong bát nhã ba la mật nói, tư duy nhớ nghĩ đúng, vào thiền định quán thật tướng các pháp, được trí tuệ về rốt ráo không, tương ứng với vô sảnh pháp nhẫn, vào địa vị Bồ Tát, người như vậy không tiếc thân mạng, huống gì vật bên ngoài. Người này không cần thủ hộ. Thủ hộ là ngăn các điều khổ não khiến được an vui. Người này lấy hết thảy pháp thế gian nên không có ưu sầu khổ não. Được việc thế gian không lấy làm mừng, mất việc thế gian không lấy làm lo, nghĩa là thường không lìa hạnh bát nhã ba la mật như đã nói. Nếu người tu một thời gian sau trở lại bị mất, thời nên cần thủ hộ. Nếu thường không lìa bát nhã ba la mật như đã nói, thời không cần thủ hộ. Như quỷ dạ xoa giả la lấy nắm tay đánh trên đầu Xá Lợi Phất, trong lúc Xá Lợi Phất vào diệt tận định, không biết đánh đau khí phần của bát nhã ba la mật, tức là diệt tận định. Thế nên người hoặc phi nhân không thể tìm được thuận tiện để phá. Lược nói có hai nhân duyên không cần thủ hộ, mà hoặc người hoặc phi nhân không tìm được thuận tiện để phá. Một, đối với thân cho đến hết thảy pháp đều chán lìa, vì không có ta, không có của ta nên không dính mắc gì, như chém cỏ cây, không sanh ưu sầu. Hai, được vô thượng diệu pháp nên được mười phương chư Phật, Bồ Tát, chư thiên thủ hộ. Lại nữa, thì như người muốn thủ hộ hư không, đối với hư không, mưa không thể hại, nắng gió không thể khô, đao trượng không thể cắt. Nếu có người muốn thủ hộ hư không thì chỉ hướng tự mình khổ nhọc, đối với hư không vô ích. Nếu người muốn thủ hộ Bồ Tát, tu Bồ Tát, tu Bát Nhã Ba La Mật cũng như vậy, muốn làm cho việc này được rõ ràng, nên hỏi ông có thể thủ hộ hư không và người thấy trong mộng và bóng tiếng vang huyễn hóa chăng? Đáp, thưa không, vì pháp ấy chỉ dối tâm và mắt, tạm hiện ra liền mất, làm sao thủ hộ được. Bồ Tát Tu Bát Nhã Ba La Mật cũng như vậy, quán năm uẩn hư dối như mộng, như pháp vô vi, như pháp tánh thật tế, bất khả tư nghị tánh, không thể thủ hộ cũng không có lợi ích. Bồ Tát Tu Bát Nhã biết thân giống như pháp tánh thật tế, không phân biệt, khi được lợi cúng dường không mừng, khi phá hoại mất không lo, người như vậy đâu cần thủ hộ. Bây giờ Đế Thích tham quý trí tuệ như mộng ấy, còn Bồ Tát được lực trí tuệ ấy không cần sự thủ hộ bên ngoài, cho nên hỏi Tu Bồ Đề: Làm sao Bồ Tát biết pháp không ấy như mộng, đúng như điều được biết thấy, không nghĩ đến mộng vân vân, mộng huyễn vân vân, dụ cho năm uẩn. Người chấp trước năm uẩn, không chấp trước mộng, muốn khiến lìa việc chấp trước nên lấy việc không chấp trước làm ví dụ,
muốn khiến quán Nam Uẩn như mộng, nhưng đối với mộng lại sành chấp trước, nên đế thích hỏi như mộng cũng không chấp trước là mộng. Đối với người phàm phu lấy mộng dụ Nam Uẩn, họ lại chấp trước mộng mà nói rằng chắc chắn có mộng sinh ra trong khi ngủ. Thế ấy gọi là nghĩ đến mộng, mộng ấy xấu, mộng ấy tốt, phân biệt như vậy, ấy gọi là nghĩ đến mộng ấy. Mộng được việc tốt, thấy tâm cao, được việc xấu, thấy tâm sầu. Lại dùng mộng ấy để thí dụ mà hiểu được thật trí tuệ như mộng, ấy gọi là nghĩ đến dùng mộng. Nghe thí dụ ấy, nói ta nhân mộng ấy mà biết được các pháp như mộng, ấy gọi là nghĩ đến ta mộng. Các thí dụ khác cũng như vậy. Bấy giờ Tu Bồ Đề đáp Đế Thích: Nếu hành giả không nghĩ đến sắc là không nghĩ đến sắc, ấy là sắc người, sắc phi nhân, sắc cây, sắc núi, là sắc bốn đại, sắc bốn đại tạo ra, vân vân, không nghĩ đến sắc ấy, hoặc thường hoặc vô thường, vân vân, cũng không vì sắc nên sanh tâm kiêu mạn. Không nghĩ đến sắc là của ta mà vào cửa vô ngã, thẳng đến trong thật tướng các pháp, người ấy có thể không nghĩ đến mộng, vân vân, dùng các thí dụ mộng, vân vân, phá tâm chấp năm uẩn, phá chấp trước, nên đối với mộng cũng không sai lầm. Nếu không thể phá chấp trước sắc, người ấy đối với sắc có sai lầm, đối với mộng cũng sai lầm. Thọ tưởng hành thức cho đến trí nhất thiết trùng cũng như vậy, huyễn dáng nắng tiếng vang bóng khóa vân vân cũng như vậy. Các Bồ Tát biết các pháp như mộng, đối với mộng cũng không nghĩ đến được. Kinh: Bấy giờ do thần lực Phật nên trong 3.000 đại thiên thế giới, các trời tứ thiên vương, trời 33, trời Dạ Ma, trời Đâu Xuất Đà, trời Hóa Lạc, trời Tha Hóa Tự Tại, trời Phạm Thiên, trời Phạm Phụ, trời Phạm Chúng, trời Đại Phạm, trời Thiều Quang cho đến trời Tịnh Cư, các chư thiên ấy dùng hương trên đàn trời từ xa giải lên trên Phật, đi đến chỗ Phật, đầu mặt lễ chân Phật, lui đứng một bên. Bấy giờ trời tứ thiên vương, trời Đế Thích và trời 33, vua Phạm Thiên cho đến các trời Tịnh Cư nhờ thần lực Phật nên thấy được ngàn đức Phật ở phương đông thuyết pháp, cũng tướng mạo như vậy, danh tự như vậy, nói phẩm bát nhã ba la mật ấy, các tỳ kheo đều có tự hiệu Thích Đại Hoàn Nhân, phương nam tây bắc Tu Bồ Đề, các người vấn nạn phẩm bát nhã ba la mật đều có tự bốn góc trên dưới, cũng mỗi mỗi ngàn đức Phật hiện ra như vậy. Bấy giờ Phật bảo Tu Bồ Đề: Di Lặc Bồ Tát Ma Ha Tát khi được vô thượng chánh đẳng Bồ Đề cũng sẽ ở tại chỗ này thuyết bát nhã ba la mật, như trong hiển kiếp các Bồ Tát Ma Ha Tát khi được vô thượng chánh đẳng Bồ Đề cũng sẽ ở tại chỗ này thuyết bát nhã ba la mật. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Di Lặc Bồ Tát Ma Ha Tát khi được vô thượng chánh đẳng Bồ Đề dùng tướng gì, nhân gì, nghĩa gì nói nghĩa bát nhã ba la mật? Phật bảo Tu Bồ Đề: Di Lặc Bồ Tát Ma Ha Tát khi được vô thượng chánh đẳng Bồ Đề sẽ thuyết pháp như vậy: Sắc chẳng phải thường, chẳng phải vô thường, sắc chẳng phải khổ, chẳng phải vui, sắc chẳng phải ngã, chẳng phải vô ngã, sắc chẳng phải tịnh, chẳng phải bất tịnh, sẽ thuyết pháp như vậy. Sắc chẳng phải trói, chẳng phải mở, sẽ thuyết pháp như vậy. Thọ tưởng hành thức chẳng phải thường, chẳng phải vô thường, cho đến chẳng phải trói, chẳng phải mở, sẽ thuyết pháp như vậy. Sắc chẳng phải quá khứ, chẳng phải vị lai, chẳng phải hiện tại, thọ tưởng hành thức cũng như vậy, sẽ thuyết pháp như vậy. Sắc rốt ráo tịnh, thọ tưởng hành thức rốt ráo tịnh, cho đến nhất thiết trí rốt ráo tịnh. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, bát nhã ba la mật ấy thanh tịnh. Phật dạy: Vì sắc thanh tịnh nên bát nhã ba la mật thanh tịnh, vì thọ tưởng hành thức thanh tịnh nên bát nhã ba la mật thanh tịnh. Bạch Đức Thế Tôn: Vì sao sắc thanh tịnh nên bát nhã ba la mật thanh tịnh, vì sao thọ tưởng hành thức thanh tịnh nên bát nhã ba la mật thanh tịnh? Phật dạy: Nếu sắc không sanh không diệt, không nhơ không sạch, ấy là sắc thanh tịnh. Thọ tưởng hành thức không sanh không diệt, không nhơ không sạch, ấy là thọ tưởng hành thức thanh tịnh. Lại nữa Tu Bồ Đề: Vì hư không thanh tịnh nên bát nhã ba la mật thanh tịnh. Bạch Đức Thế Tôn: Tại sao vì hư không thanh tịnh nên bát nhã ba la mật thanh tịnh? Phật dạy: Hư không không sanh không diệt nên thanh tịnh, bát nhã ba la mật cũng như vậy. Lại nữa Tu Bồ Đề: Vì sắc không ô nhiễm nên bát nhã ba la mật thanh tịnh, vì thọ tưởng hành thức không ô nhiễm nên bát nhã ba la mật thanh tịnh. Bạch Đức Thế Tôn: Tại sao vì sắc không ô nhiễm nên bát nhã ba la mật thanh tịnh, vì thọ tưởng hành thức không ô nhiễm nên bát nhã ba la mật thanh tịnh? Phật dạy: Như hư không không thể ô nhiễm nên hư không thanh tịnh. Bạch Đức Thế Tôn: Vì sao như hư không không thể ô nhiễm nên hư không thanh tịnh? Phật dạy:
Hư không không thể chấp thủ nên hư không thanh tịnh, vì hư không thanh tịnh nên bát nhã ba la mật thanh tịnh. Lại nữa tu bồ đề, vì hư không có thể nói nên bát nhã ba la mật thanh tịnh. Bạch Đức Thế Tôn, vì sao hư không có thể nói nên bát nhã ba la mật thanh tịnh? Phật dạy, nhân nơi hư không mà có hai âm thanh xuất hiện nên bát nhã ba la mật cũng như hư không, vì có thể nói nên thanh tịnh. Tu Bồ Đề, vì hư không không thể nói nên bát nhã ba la mật thanh tịnh. Lại nữa, vì như hư không không thể đắc nên bát nhã ba la mật thanh tịnh. Bạch Đức Thế Tôn, vì sao như hư không không thể đắc nên bát nhã ba la mật thanh tịnh? Phật dạy, như hư không không có tướng sở đắc bát nhã ba la mật, cũng như hư không không có tướng sở đắc nên thanh tịnh. Lại nữa tu bồ đề, hết thảy pháp chẳng sanh chẳng diệt, chẳng dơ chẳng sạch nên bát nhã ba la mật thanh tịnh. Bạch Đức Thế Tôn, vì sao hết thảy pháp chẳng sanh chẳng diệt, chẳng dơ chẳng sạch nên bát nhã ba la mật thanh tịnh? Phật dạy, vì hết thảy pháp rốt ráo thanh tịnh nên bát nhã ba la mật thanh tịnh. Luận, bát nhã ba la mật tuy đều thậm thâm, song trong phẩm này nói rõ ràng thật tướng các pháp, nên chư thiên trong 3.000 đại thiên thế giới đem các đồ cúng dường đến cúng dường Phật, rồi đứng một bên hỏi: chính chư thiên trên kia này trở lại ư? Đáp: có người nói việc đã làm lâu nên đi rồi trở lại. Có người nói còn có trời mới đến, vì muốn khiến tín thọ bát nhã nên mười phương mỗi mặt đều có ngàn đức Phật hiện. Người ấy có nhân duyên đại phước đức nên thấy được ngàn đức Phật, và nhờ thần lực của Phật mà mọi người tại hội đều thấy mười phương Phật. Chỗ thấy của trời người có hạn, không phải oai thần của Phật thì không do đâu thấy được chư Phật kia. Người ở trước Phật nói pháp đều có tự hiệu tu bồ đề, những người nạn vấn đều có tự hiệu thích để hoàn nhân, lấy tự hiệu đồng nhau như vậy có ngàn người. Khi ấy tu bồ đề đề thích đều hoan hỉ nói: chẳng phải riêng tôi có thể nói, có thể hỏi. Phật muốn chứng minh việc ấy nên dẫn rộng việc ấy, nói: Di Lặc và Bồ Tát trong hiền kiếp ở nước Ma Già Đà, thành Vương Xá, núi Kỳ Xà Quật nói bát nhã ba la mật. Như trong kinh nói, Di Lặc Bồ Tát đem đại chúng đi đến núi Kỳ Xà Quật, lấy ngón chân mở đỉnh núi, thần cốt Ma Hà Ca Diếp mặc áo tăng giả lê, cầm gậy tích mang bình bát từ núi đi ra. Di Lặc nói với đại chúng rằng: có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thời quá khứ, lúc con người sống 100 tuổi, người này là người biết đủ ít muốn, tu hạnh đầu đà đệ nhất trong hàng đệ tử, đủ 6 thần thông, được 3 minh, thường thương xót lợi ích chúng sanh nên dùng lực thần thông khiến thân cốt ấy tồn tại đến nay. Nhân nơi thân nhỏ ấy còn được lợi như vậy, huống gì thân các ông lớn, thân lớn lại sanh vào đời tốt mà không thể tự lợi. Bấy giờ Di Lặc nhân việc ấy mà nói pháp rộng rãi, khiến vô lượng chúng sanh được dứt hết khổ. Do việc ấy, biết Di Lặc ở trong núi Kỳ Xà Quật thuyết pháp bát nhã ba la mật ấy, chư Phật quá khứ, vị lai hiện tại đều nói hãy nên tín thọ. Tu Bồ Đề hỏi: Di Lặc lấy tướng gì, nhân gì, lấy pháp môn gì để nói? Phật dạy: nói như ta nói, các pháp sắc vân vân, chẳng phải thường, chẳng phải vô thường, chẳng phải trói, chẳng phải mở, như đã nói trước đây. Cũng không nói sắc quá khứ, vị lai hiện tại, như niết bàn. Già ngoài bà cõi, các pháp sắc vân vân cũng như vậy. Như trước đây nói hết thảy pháp như tướng niết bàn, Di Lặc cũng như vậy. Bấy giờ tu bồ đề hoan hỷ bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, bát nhã ba la mật ấy thanh tịnh đệ nhất. Phật dạy: vì các pháp sắc vân vân thanh tịnh nên bát nhã tịnh, vì nhân quả giống nhau, các pháp sắc vân vân thanh tịnh là sắc pháp không mất nghiệp nhân duyên và không thủ đắc các pháp nhất định, thật có tướng sanh nên chẳng sanh chẳng diệt. Vì tướng các pháp thường không ô nhiễm nên chẳng nhơ chẳng sạch. Trong đây nói thí dụ là muốn làm cho sự việc rõ ràng, như hư không, bụi và nước không dính, vì tánh nó thanh tịnh. Bát nhã ba la mật cũng như vậy, vì chẳng sanh chẳng diệt nên thường thanh tịnh, như hư không không thể bị ô nhiễm. Bát nhã ba la mật cũng như vậy, tùy tà kiến hí luận không thể làm ô nhiễm, đao gậy việc giữ không thể phá hoại, không có sắc không có hình nên không thể chấp thủ. Không thể chấp thủ, thầy không thể ô nhiễm. Lại nữa, các Bồ Tát chú trong trí biện tài vui nói không ngại, vì chúng sanh nói 12 bộ kinh, 84.000 pháp tụ đều là một việc bát nhã ba la mật mà phân biệt nói ra nhiều cách. Thế nên nói bát nhã ba la mật có thể nói thanh tịnh như hư không, nhân nói hư không và hang núi. Có người từ miệng phát ra âm thanh giữa trống, nhân nơi hai âm thanh nên gọi là tiếng vang, như tiếng vang giữa không.
tiếng nơi miệng cũng như vậy. Hai thứ tiếng ấy đều hư dối không thật, mà người ta cho tiếng là thật, còn vang là hư dối. Bát nhã cũng như vậy, hết thảy pháp đều rốt ráo không, như huyễn như mộng. Pháp phàm phu, pháp thánh đều là hư dối. Tiểu Bồ Tát cho pháp phàm phu là hư dối, pháp thánh là thật. Hỏi, cả hai đều hư dối, cớ sao Tiểu Bồ Tát cho pháp phàm phu là hư dối, pháp thánh là thật? Đáp, pháp thánh do công đức trì giới, thiền định, trí tuệ tu tập mà thành, cho nên cho là thật. Vì pháp phàm phu tự nhiên có, như vàng tự nhiên phát ra, chẳng phải do người làm, nên cho là hư dối. Chúng sanh từ vô thủy lại đây, chấp trước thân này, tiếng từ thân phát ra, cho là thật. Tiểu Bồ Tát vui sầu thiện pháp nên cho là thật. Lại nữa, như giữa hư không, không có tướng âm thanh ngữ ngôn, nên không thể nói âm thanh ngữ ngôn đều là pháp làm ra. Còn hư không là pháp không làm ra, Bát Nhã Ba La Mật cũng như vậy. Thầm nghĩa đệ nhất rút giáo không, không có ngôn thuyết, hết thảy đường ngôn thuyết dứt. Lại nữa, như hư không, không có tướng sở đắc, chẳng đắc có, chẳng đắc không có. Hoặc có, thì không có tướng như trước, phá tướng hư không. Hoặc không có, thì chính nhân nơi hư không tạo ra vô lượng việc. Bát Nhã Ba La Mật cũng như vậy, tướng có, tướng không có đều bất khả đắc nên thanh tịnh. Lại nữa, Bát Nhã Ba La Mật nhân ức niệm đúng các pháp mà phát sanh. Ước niệm đúng là rốt ráo không thanh tịnh, nên hết thảy pháp chẳng sanh chẳng diệt, chẳng như chẳng sạch. Hết cuốn 64 theo bản Hán.